Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Rồi thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con bình bóc anh em. Nay mình lại tiếp tục cầm 117k vào chơi cũng như kiếm tiền trên con siêu xe bình bóc cho tất cả anh em cùng xem nhá. Nhưng mà trước khi đến với siêu xe thì mình vẫn lật poker trên dưới như hàng ngày anh em ạ. Đấy, mình kiếm dăm 7 lít rồi mình sẽ vào bắt siêu xe cho tất cả anh em cùng xem và giải trí nhá. Rồi thì mời anh em đón xem cùng mình để xem hôm nay vốn là 117k thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu từ con bình bốc này anh em nhá. Rồi bây giờ hiện tại mới có 552k anh em ạ, đang hơi khó khăn một chiếu anh em. Rồi bây giờ lên 700 mấy rồi, làm phát nữa này. Rồi 943k anh em nhá. Rồi bây giờ mình sẽ không lòng vòng nữa đâu anh em, bây giờ mình sẽ vào bắt siêu xe cho tất cả anh em cùng xem luôn nhá. Để xem hôm nay thì mình sẽ bắt như thế nào, kiếm được như thế nào trên con siêu xe bình bốc này anh em. Rồi thì bây giờ nó ra chim bồ câu anh em, X8 nhá. Nó ra khá là nhiều rồi. Anh em nào mà muốn ăn non thì cứ chơi 4 cửa trên nhá. Đấy, còn mình thì mình sẽ chơi theo cái công thức, kiểu chơi của mình, cách chơi của mình. Nó sẽ khác người một xíu anh em ạ, nhưng mà cực hiệu quả luôn anh em. Đó, vì mình chơi nhiều, chơi lâu thì mình cũng quen anh em ạ. Ôi, lên nào anh em ơi. Bao nhiêu nè? Đây rồi, ok anh em nhá, 460k vào ăn ngay con khỉ X8 luôn anh em ạ. Chắc cũng được vài củ anh em ơi, 3,5 triệu anh em nhá. Rồi thì anh em nào mà chưa trải nghiệm con bình bóc này thì link mình đã để dưới phần bình luận với là mô tả rồi nhá. Anh em chỉ cần tải về liên kết xong, anh em gửi ID vào nhóm Tele, anh em sẽ nhận được code 20k nhá. Đấy, nhận xong thì con này thì anh em chỉ cần nạp đầu 100k thì anh em sẽ nhận được khuyến mãi 58k. Đấy, game sẽ gửi vào hòm thư cho tất cả anh em cùng nhận nhá. Rồi thì bây giờ mình sẽ ok anh em. Đấy, mát ruột rồi anh em ơi. Ăn hai phát tất tay cũng khá ngon rồi. Vốn thì hôm nay có 117k thôi, không biết mình ăn được lên bao nhiêu anh em ạ. Lên 9 triệu rồi nhá. Hai phát tất tay thì cũng đã lên được 9 triệu rồi. Đấy, không biết hôm nay hút được bao nhiêu anh em ơi. Nó đang đi cầu đôi anh em nhá. Nó đang đi cầu đôi. Chắc mình sẽ bây giờ mình sẽ bẻ đi, để mình xem bẻ nào. Mình sẽ bẻ nhá, cầu đôi, nó đi cầu đôi anh em. Mình sẽ bắt mỗi con 6 lít thôi. Phát này cũng không chắc chắn lắm anh em ạ. Ấy, không chắc nhưng mà vẫn ăn anh em ơi. Rồi, X6 600k. Đấy, ngon chưa? Bao nhiêu? 3,6 triệu là còn 3,5 triệu anh em. Bây giờ lên 1 triệu rồi, mình sẽ ra còn lại một phát anh em nhá. Đấy thì chơi thì chẳng qua mình quay video thì mình hạn chế ra nhiều anh em ạ. Đấy, ra nhiều thì nó không hay. Đấy, mình chỉ ra tầm 1 đến 2 lần gì thôi anh em nhá. Chắc một lần thôi là cùng anh em ạ. Đấy, vì bình thường mình quay con video nào mình cũng chỉ ra tầm khoảng một lần thôi anh em, mình không ra nhiều đâu nhá. Đấy, nên anh em nào mà chơi ấy thì anh em ra càng nhiều càng tốt anh em. Đấy, ra càng nhiều nó đỡ bị soi. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ quay lại con thú anh em nhá. Quay lại con thú, bàn nào mình cũng chơi được cả, kể cả bàn không có cầu mình cũng chơi được anh em. Đấy, đấy, quả nào chắc chắn thì mình bộc thôi anh em. Con siêu con quay thú này cũng cực khá là dễ chơi anh em ạ. Đấy thì mỗi anh em trải nghiệm game thì mình sẽ đưa về bờ 1 đến 2 lần. Đấy, mất mình hoàn vốn nha, mình đưa về bờ hoàn toàn miễn phí 100% anh em nhá. Đấy, mất còn được hoàn vốn nữa anh em ơi. Đấy, anh em nào mà cần thì cứ liên hệ qua Zalo cho mình. Trước tiên là anh em phải tải xong anh em gửi ID vào nhóm Tele để nhận code, xong anh em inbox qua Zalo cho mình. Ok chưa? Rồi thì mỗi anh em trải nghiệm thì mình vẫn tặng anh em công thức xích bo. Anh em nào muốn xem video xích bo thì mình chỉ lên đúng hai kênh, kênh Đình Lâm game bài đổi thưởng với lại kênh Đình Lâm anh em nhá. Anh em nào mà muốn xem thì lên YouTube gõ Đình Lâm game bài đổi thưởng thì nó sẽ ra cái kênh xích bo của mình anh em nhá, để cho anh em xem trải nghiệm với lại giải trí nhá. Đấy, toàn vốn mấy trăm k lên mấy trăm củ thôi anh em ạ. Đấy, trên YouTube này chắc không có người thứ hai, không có đẳng cấp thứ hai chơi được như mình đâu anh em. Đấy, nói thì hơi quá nhưng mà điều đó là sự thật anh em nhá. Rồi thì bây giờ mình chiến tiếp con thú anh em ơi. Chiến tiếp con thú nào, tắt tay phát nào. Đấy, chơi nãy giờ thì cũng không lái được bao nhiêu anh em ạ. Không lái được bao nhiêu. Đấy, cho nên hơi buồn, tắt tay một phát anh em ạ. Biết đâu lại ăn. Nhưng mà chắc chắn sẽ ăn rồi anh em ạ. Không phải biết đâu đâu anh em. Ok, X8 3,2 triệu nhá. X8 3,2 triệu chắc tầm hai mấy triệu anh em ạ. Chắc tầm hai mươi mấy triệu anh em. Ok, 24 triệu rồi. Mong hôm nay lên được tầm 4-5 chục là được anh em ạ. Không cần nhiều. Đấy, nhưng mà thế là nhiều lắm rồi đấy anh em ạ.
Không đơn giản đâu. Anh em nào mà muốn xem live thì mình live con Big Box này hàng ngày anh em, tầm khung giờ là 8 giờ tối hàng ngày. Anh em nào mà rảnh thì cứ ghé kênh Đình Lâm Gaming mình xem mình live stream nhá. Mỗi live stream thì mình sẽ dành ra 4 đến 500k để cho anh em chơi event nhận thưởng cho vui anh em nhá. Rồi ăn tiếp 3.1x6 này. Đấy, trừ mất ra 6 củ 4 anh em ạ. À. Đấy. Là vẫn còn được mười mấy triệu, bây giờ lên 33 củ anh em ơi. Đánh chắc tay cuối này, mình chơi một tay cuối cùng mình nghỉ anh em nhá. 33 triệu rồi, mình đánh tay này. Một là mình sẽ lên tầm 4-50 mình nghỉ luôn nhá. Đó, mình sẽ lên tầm 4-50 mình nghỉ luôn. Hai nữa thì còn 30 triệu mình cũng nghỉ luôn anh em nhá, chơi tay cuối cùng. Để anh em nào mà cứ tầm 9 đến 10 giờ 10 giờ sáng thì mình sẽ đưa anh em về bờ nhá. Anh em nào cần thì cứ liên hệ mình qua khung giờ đó. Ok, 1.3x8 mình chắc bây giờ thoải mái lên 40 triệu rồi anh em ạ. À, chắc tầm 40 triệu gì đó anh em. Ok, vốn hôm nay 117k lên 40 triệu là quá ngon rồi anh em ạ. Bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây nhá. Bye bye, hẹn lại anh em vào những clip tiếp theo nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều.